danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Chào mừng các con đến với tiết học toán 8 bộ sách cánh diều chương 5 tam giác tứ giác. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài 6 hình thoi. Trước hết, chúng ta đến với câu hỏi đầu bài. Mở đầu trang 109 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Họa tiết trên vải ở hình 55 gợi lên hình ảnh của hình thoi. Hình thoi có những tính chất gì, có những dấu hiệu nào để nhận biết một tứ giác là hình thoi? Vậy các con sẽ quan sát vào hình 55. Những họa tiết ở trên vải này cho chúng ta hình ảnh của hình thoi. Vậy thì hình thoi có tính chất gì và dấu hiệu nhận biết của hình thoi là gì? Sau khi học xong bài này, chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau. Trong một hình thoi, bốn cạnh bằng nhau, các cạnh đối song song, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cua góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc ở đỉnh. Hình bình hành có hai cạnh kề nhau là hình thoi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi phần 1. Hoạt động 1 trong 113 toán 8 tập 1. So sánh độ dài các cạnh của tứ giác ABCD ở hình 56. Chúng ta sẽ quan sát vào hình 56 và ở đây thì chúng ta thấy ngay đó là độ dài của các cạnh AB, BC, CD và DE của tứ giác ABCD bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Xét tứ giác ABCD ở hình 56 thì chúng ta sẽ có đó là AB bằng BC bằng CD và bằng DE. Và tứ giác ABCD như thế này, người ta gọi đây là hình thoi. Thì từ đây chúng ta thấy được rằng hình thoi chính là tứ giác mà có bốn cạnh bằng nhau. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu hỏi phần 2. Hoạt động 2 trong 109 toán 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại ô hình 58. A. Hình thoi ABCD có là hình bình hành hay không? B. Hai đường chéo AC và BD có vuông góc với nhau hay không? C. Hai tam giác ABC và tam giác ADC có bằng nhau hay không? Tia AC có phải là tia phân giác của góc BAD hay không? Các con hãy quan sát vào hình 58. Bài toán cho chúng ta tứ giác ABCD là hình thoi và có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại ô. Ý A, bài toán hỏi chúng ta tứ giác ABCD có phải là hình bình hành hay không? Chúng ta nhớ lại hình bình hành chính là tứ giác mà có các cạnh đối bằng nhau. Vậy tứ giác ABCD bài toán cho có AB bằng BC bằng CD và bằng DE. Vậy hiển nhiên thì tứ giác ABCD cũng sẽ là hình bình hành. Còn đối với câu B, hai đường chéo AC và BD có vuông góc với nhau hay không? Chúng ta quan sát vào hình vẽ thì chúng ta thấy là bằng trực quan thì chúng ta thấy AC và BD vuông góc với nhau. Vậy chúng ta phải đi chứng tỏ được rằng AC vuông góc với BD. Các bạn để ý cho cô vào tam giác ABD. D là tam giác cân tại đỉnh A vì có AB bằng AD. Theo câu A, chúng ta chứng tỏ được rằng ABCD là hình bình hành. Vậy thì lúc bấy giờ AC và BD sẽ cắt nhau tại trung điểm O. Tam giác ABD cân tại A lại có AO là đường trung tuyến. Vậy suy ra AO sẽ là đường cao, tức AO phải vuông góc với BD hay AC sẽ vuông góc với BD. Với câu C, hai tam giác ABC và tam giác ADC có bằng nhau hay không? Thì chúng ta thấy ngay hai tam giác này bằng nhau vì đó là cạnh AB bằng cạnh AD, cạnh DC bằng cạnh BC, cạnh AC chung. Vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Thì từ hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ suy được ra các góc tương ứng bằng nhau. Vậy thì sẽ có góc BAC bằng với góc DAC. Điều này cũng đồng nghĩa AC sẽ là tia phân giác của góc BAD. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Ý A, do tứ giác ABCD là hình thoi nên AB bằng BC bằng CD và bằng DA. Xét tứ giác ABCD có AB bằng CD, AD bằng BC nên tứ giác ABCD là hình bình hành. Tiếp theo ở câu B, chúng ta xét tam giác ABD có AB bằng AD nên suy ra tam giác ABD sẽ cân tại A, lại có
OB bằng OD do tứ giác ABCD là hình bình hành. Vậy thì AO sẽ vừa là đường trung tuyến, vừa là đường cao của tam giác ABD. Suy ra AO sẽ vuông góc với cả BD tại O. Mà AC của chúng ta giao với BD tại O, hay chúng ta suy ra được đó là AC sẽ vuông góc với cả BD tại O. Tiếp theo câu C. Xét tam giác ABC và tam giác ADC có cạnh AC chung AB bằng AD, BC bằng DC theo câu A, nên suy ra đó là tam giác ABC bằng tam giác ADC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Từ đó suy ra đó là góc BAC bằng góc DAC. Hai góc tương ứng nên suy ra AC sẽ là tiêu phân giác của góc BAD. Như vậy chúng ta cùng quan sát lại ở bài toán ở hoạt động 2. Bài toán cho chúng ta tứ giác ABCD là hình thoi, vậy chúng ta cũng suy ra được tứ giác ABCD là hình bình hành. Vì hình thoi là hình bình hành nên hình thoi sẽ có đầy đủ các tính chất của hình bình hành. Và ngoài ra thì ở câu B chúng ta thấy được rằng đấy nè, trong hình thoi thì có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Ý C thì chúng ta sẽ suy ra được đó là hai đường chéo thì sẽ là tia phân giác của các góc ở đỉnh. Vậy từ đấy thì chúng ta sẽ có tính chất của hình thoi, đó chính là có các cạnh đối song song với nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc ở đỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm luyện tập 1 trong 114 toàn 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD có góc ABC bằng 120 độ, chứng minh tam giác ABD là tam giác đều. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ đi vẽ hình cho bài toán này đã. Hình thoi ABCD có góc ABC bằng 120 độ. Chúng ta sẽ phải đi chứng minh tam giác ABD là tam giác đều. Vậy thì muốn chứng minh được tam giác ABD là tam giác đều thì hoặc chúng ta phải chứng minh nó là có 3 góc và mỗi góc bằng 60 độ, hay là có 3 cạnh bằng nhau, hoặc là tam giác cân mà có một góc bằng 60 độ thì cũng trở thành tam giác đều. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta thấy ngay tam giác ABD của chúng ta đã cân tại A, bởi vì có AB bằng AD do tứ giác ABCD là hình thoi. Mặt khác thì đường chéo BD sẽ là tia phân giác của góc ABC, mà góc ABC thì cho bằng 120 độ. Từ đó chúng ta suy ra được góc ABD sẽ bằng 60 độ. Vậy chúng ta sẽ chứng minh được đó là tam giác ABD là tam giác đều. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Xét tam giác ABD có AD bằng AB do ABCD là hình thoi. Suy ra tam giác ABD cân tại A, chúng ta ký hiệu đây là 1. Lại có BD là tia phân giác của góc ABC, nên suy ra góc ABD sẽ bằng 1/2 số đo của góc ABC và bằng 60 độ, chúng ta ký hiệu là 2. Thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra được tam giác ADB là tam giác đều. Tiếp theo chúng ta đến câu hỏi phần 3, hoạt động 3 trong 114 toàn 8 tập 1. A cho hình bình hành ABCD có hai cạnh kề AB và ABC bằng nhau. ABCD có phải là hình thoi hay không? B cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau, hình 60. Đường thẳng AC có phải là đường trung trực của đoạn thẳng BD hay không? Tứ giác ABCD có phải là hình thoi hay không? Trước hết thì chúng ta sẽ đi trả lời ý A. Bài toán cho chúng ta tứ giác ABCD là hình bình hành. Vậy thì chúng ta sẽ suy được ra các cạnh đối của chúng bằng nhau, tức AB bằng với cả DC, AD bằng với BC. Mà giả thiết của bài toán thì lại cho hai cạnh AB và BC bằng nhau. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là bốn cạnh AB, BC, CD và DA bằng nhau. Mà tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì tứ giác đó sẽ là hình thoi. Vậy thì suy ra hình bình hành ABCD sẽ là hình thoi trong trường hợp này. Ở ý B của chúng ta cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Mà theo tính chất của hình bình hành thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được đó là AC và BD sẽ vuông góc với nhau tại trung điểm O. Suy ra AC sẽ là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Tiếp theo đấy là ABCD có phải là hình thoi hay không? Chúng ta có này, khi AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD, vậy lúc bấy giờ chúng ta sẽ có đó là AD bằng AB. Bởi vì theo tính chất của đường trung trực thì tập hợp tất cả các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì sẽ cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. Vậy tức chúng ta sẽ có được AB bằng với AD.
Mà AB bằng với AD thì theo câu A, hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì nó sẽ trở thành hình thoi. Vậy tứ giác ABCD của chúng ta sẽ là hình thoi. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Ý A, do ABCD là hình bình hành nên AB bằng CD, BC bằng AD, lại có AB bằng BC theo giả thiết nên suy ra AB bằng BC bằng CD bằng DA. Từ đấy suy ra tứ giác ABCD là hình thoi. Tiếp theo ở câu B của chúng ta, do tứ giác ABCD là hình bình hành, vậy thì suy ra AC và BD sẽ cắt nhau tại trung điểm O. Mà giả thiết thì có AC vuông góc với BD, nên suy ra AC sẽ là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Mà AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD thì chúng ta sẽ suy ra được tiếp đó là AD bằng với AB theo tính chất của đường trung trực. Từ đó suy ra tứ giác ABCD sẽ là hình thoi. Đây là theo câu A. Như vậy qua phần hoạt động 3 thì chúng ta thấy rằng hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì nó sẽ trở thành hình thoi, hoặc là hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc với nhau thì cũng sẽ là hình thoi, và đấy cũng là dấu hiệu nhận biết hình thoi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để làm luyện tập 2 trong 107 toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN bằng MA, chứng minh tứ giác ABNC là hình thoi. Trước hết thì chúng ta sẽ đi vẽ hình cho bài toán này như sau. Đây là tam giác ABC cân tại A này, có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN bằng MA. Chúng ta phải chứng minh tứ giác ABNC là hình thoi. Vậy thì để chứng minh một tứ giác là hình thoi thì các bạn sẽ nhớ lại cho cô này. Hoặc là chúng ta phải chứng minh được tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau. Hoặc chúng ta sẽ phải chứng minh tứ giác đó là hình bình hành và có hai cạnh kề bằng nhau. Hoặc chúng ta chứng minh tứ giác đó là hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc với nhau. Hoặc là chúng ta sẽ chứng minh đó là hình bình hành mà có đường chéo là tia phân giác của góc ở đỉnh, đúng không nào? Vậy thì trong trường hợp này các bạn sẽ quan sát vào hình vẽ thì bài toán cho chúng ta là MA bằng MN, MB bằng MC. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy được ra ngay tứ giác ABNC của chúng ta là hình bình hành. Tam giác ABC là tam giác cân. Vậy thì khi tam giác ABC là tam giác cân thì chúng ta sẽ suy ra được đó là AB sẽ bằng với AC. Vậy thì hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì nó sẽ trở thành hình thoi, tức tứ giác ABNC là hình thoi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Do MN bằng MA nên M là trung điểm của AN, lại có M là trung điểm của BC. Theo giả thiết, xét tứ giác ABNC có AN giao với BC tại trung điểm M, suy ra tứ giác ABNC là hình bình hành. Mặt khác, tam giác ABC cân tại A, từ đây suy ra AB sẽ bằng AC. Hình bình hành ABNC có hai cạnh kề bằng nhau, vậy thì ABNC sẽ là hình thoi. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm các bài tập. Trước hết là bài 1 trong 115 toán 8 tập 1. Cho hình bình hành ABCD có AC là tia phân giác của góc DAB, chứng minh tứ giác ABCD là hình thoi. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ vẽ hình cho bài toán này như sau. Tứ giác ABCD là hình bình hành. Vậy thì chúng ta sẽ suy được ra đó là AB sẽ song song với CD. Vậy lúc bấy giờ góc ABC của chúng ta sẽ phải bằng với góc ACD, bởi vì đây là hai góc ở vị trí soi trong. Lại có AC, bài toán cho là tia phân giác của góc BAD. Vậy tức là góc BAC thì sẽ bằng với góc CAD. Do đó thì chúng ta cũng suy được ra đó là tam giác DAC cân tại D. Tam giác DAC cân tại D thì sẽ suy được ra hai cạnh đó là DA và DC bằng nhau. Suy ra tứ giác ABCD là hình thoi. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Đó là do AC là tia phân giác của góc DAB nên góc BAC sẽ bằng góc CAD. Mặt khác thì AB song song với CD do tứ giác ABCD là hình bình hành. Vậy thì suy ra góc BAC sẽ bằng với góc DCA bởi vì hai góc ở vị trí soi le trong. Từ đây suy ra góc CAD sẽ bằng với góc DCA bởi vì cùng bằng với góc BAC. Vậy thì tam giác ADC sẽ cân tại D. Từ đó suy ra DA bằng DC. Vậy thì suy ra tứ giác ABCD là hình
hình thoi. Qua bài 1 này thì chúng ta sẽ có thêm một cách để chứng minh tứ giác là hình thoi. Đấy chính là hình bình hành mà có đường chéo là tia phân giác của góc, thì nó cũng sẽ trở thành hình thoi. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2 trong 115 toàn 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, chứng minh AC bình phương cộng BD bình phương bằng 4 nhân mở ngoặc OA bình phương cộng OB bình phương đóng ngoặc và bằng 4AB bình phương. Trước hết thì chúng ta sẽ vẽ hình cho bài toán này. ABCD là hình thoi. Vậy thì khi cho tứ giác là hình thoi thì chúng ta sẽ suy được ra đó là có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, tức là AC sẽ vuông góc với cả BD tại trung điểm O. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được đó là đoạn AC thì sẽ bằng 2 lần đoạn OA, đoạn BD sẽ bằng 2 lần đoạn OB. Từ đó thay vào thì chúng ta sẽ chứng minh được đó là AC bình phương cộng BD bình phương thì sẽ bằng 4 nhân mở ngoặc OA bình phương cộng OB bình phương đóng ngoặc. Tiếp theo chúng ta lại có là khi hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại O thì tam giác AOB của chúng ta sẽ là tam giác vuông. Chúng ta vận dụng định lý Pythagore thì chúng ta sẽ có đó là OB bình phương cộng với cả OA bình phương thì sẽ bằng AB bình phương. Vậy thì nếu như AC bình phương cộng BD bình phương bằng 4 nhân mở ngoặc OA bình phương cộng OB bình phương thì chúng ta cũng suy ra được nó sẽ phải bằng 4AB bình phương. Vậy thì chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Do tứ giác ABCD là hình thoi nên suy ra AC vuông góc với BD tại trung điểm O của mỗi đường. Do đó thì AC bằng 2OA, BD bằng 2OB. Vậy chúng ta sẽ tính AC bình phương cộng BD bình phương sẽ bằng là mở ngoặc 2OA đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc 2OB đóng ngoặc bình phương. Thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ được bằng 4OA bình phương cộng 4OB bình phương. Đến đây thì 4 là thừa số chung chúng ta đưa ra ngoài. Trong ngoặc của chúng ta sẽ còn là OA bình phương cộng OB bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét tam giác OAB vuông tại O. Thì theo định lý Pythagore chúng ta sẽ có AB bình phương bằng OA bình phương cộng OB bình phương. Từ đây suy ra AC bình phương cộng với BD bình phương sẽ bằng 4 nhân mở ngoặc OA bình phương cộng OB bình phương đóng ngoặc và bằng 4AB bình phương. Và đó là điều phải chứng minh. Tiếp theo chúng ta đến với bài 3 trong 110 toàn 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD có góc CDB bằng 40 độ, tính số đo mỗi góc của hình thoi ABCD. Vậy để trực quan hơn thì chúng ta sẽ đi vẽ hình cho cô bài toán này đã. Tứ giác ABCD là hình thoi có góc CDB bằng 40 độ. Phân tích bài toán này. Tứ giác ABCD là hình thoi, vậy thì suy ra đường chéo sẽ là tia phân giác của các góc. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy được là DB sẽ là tia phân giác của góc ADC gì? Mà biết được số đo của góc BDC bằng 40 độ. Vậy chúng ta sẽ tính được số đo của góc ADC. Biết được số đo của góc ADC thì chúng ta suy được ra số đo của góc ABC. Lại có AB và CD song song với nhau. Vậy thì góc ABC cộng với góc BCD thì sẽ bằng 180 độ. Biết được số đo của góc ABC thì chúng ta sẽ tính được số đo của góc BCD. Và từ đó thì chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Do tứ giác ABCD là hình thoi nên DB sẽ là tia phân giác của góc ADC. Vậy suy ra góc ADC sẽ bằng 2 lần góc CDB. Thay số vào chúng ta được đó là bằng 2 x 40 độ và bằng 80 độ. Vậy góc ABC sẽ bằng góc ADC và bằng 80 độ. Tiếp theo AB lại song song với CD nên suy ra góc ABC cộng với góc BCD sẽ bằng 180 độ. Từ đây suy ra số đo của góc BCD sẽ bằng 180 độ. Trừ đi số đo của góc ABC, thay số vào chúng ta tính được số đo của góc BCD bằng 100 độ. Vậy suy ra góc BAD sẽ bằng góc BCD và bằng 100 độ, bởi vì trong hình thoi thì các góc đối bằng nhau. Tiếp theo chúng ta đến với bài 4 trong 115 toàn 8 tập 1. Hình 62 mô tả một lưới mắt cáo có dạng hình thoi với độ dài của hai đường chéo là 45mm và 90mm. Độ dài cạnh của ô lưới mắt cáo đó là bao nhiêu mm? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Các con quan sát vào hình 62, bài toán của chúng ta cho biết đấy là lưới mắt cáo này thì có dạng hình thoi và có hai đường chéo có độ dài là 45mm và 90mm.
Bài toán lại hỏi chúng ta tính độ dài cạnh của ô lưới mắt cáo trong trường hợp này. Vậy thì để thuận tiện cho việc tính độ dài cạnh của ô lưới mắt cáo thì chúng ta sẽ gọi tên tứ giác đó là ABCD như ở hình vẽ sau. Và lúc bấy giờ thì độ dài của đường chéo AC chính bằng 90 mm, còn BD thì bằng 45 mm. Thì muốn tính được độ dài cạnh thì chúng ta phải tính được độ dài của đoạn là AB hoặc là BC hay là CDDA cũng đều được. Thế nhưng ở đây thì chúng ta sẽ để ý một chút, vì tứ giác ABCD của chúng ta là hình thoi mà hai đường chéo của chúng ta cắt nhau tại ô. Vậy theo tính chất của hình thoi thì hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Chúng ta lại biết độ dài của mỗi đường chéo rồi. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tính được độ dài của OB, tính được độ dài của OA, lại biết được tam giác OAB là tam giác vuông tại O. Vậy vận dụng định lý Pythagore, chúng ta sẽ tính được độ dài của cạnh AB và đó cũng chính là độ dài của ô lưới mắt cáo. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này tiếp theo như sau. Do tứ giác ABCD là hình thoi nên AC sẽ vuông góc với BD tại trung điểm O của mỗi đường. Từ đây suy ra OA sẽ bằng 1/2 AC và bằng 45 mm, còn OB sẽ bằng 1/2 BD và bằng 22,5 mm. Tam giác OAB vuông tại O. Theo định lý Pythagore chúng ta sẽ có AB bình phương bằng OA bình phương cộng OB bình phương. Thay số vào chúng ta được bằng 45 bình phương cộng 22,5 bình phương. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 2531,25. Từ đây chúng ta sẽ suy ra AB sẽ bằng căn bậc 2 của 2531,25 và chúng ta được bằng 50 mm. Tiếp theo chúng ta đến với bài 5 trong 115 toàn 8 tập 1. Một viên gạch trang trí có dạng hình thoi với độ dài cạnh là 40 cm và số đo một góc là 60 độ, hình 63, diện tích của viên gạch đó là 30 cm², làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Chúng ta quan sát bài toán này. Bài toán cho chúng ta biết viên gạch trang trí này hình thoi, biết độ dài cạnh là 40 cm, cho biết số đo của một góc là 60 độ. Bài toán yêu cầu tính diện tích của viên gạch đó. Vậy tức là chúng ta phải đi tính diện tích của cái hình thoi này. Mà diện tích của hình thoi thì được tính bởi công thức bằng 1/2 lần tích hai đường chéo. Vậy chúng ta phải tính được độ dài của các đường chéo hình thoi này đã. Thế thì trước hết chúng ta sẽ minh họa lại hình 63 như sau. Đó là hình thoi ABCD có độ dài cạnh bằng 40 cm và có góc BCD bằng 60 độ. Hai đường chéo này chúng ta giả sử nó là cắt nhau tại điểm O. Chúng ta thấy này, tứ giác ABCD là hình thoi, vậy thì cạnh CB sẽ bằng với cả cạnh CD. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta suy được ra tam giác BCD sẽ là tam giác cân. Lại có một góc bằng 60 độ thì suy ra tam giác đó sẽ là tam giác đều. Từ đây thì chúng ta tính được độ dài của cạnh BD. Lại có hai đường chéo thì cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Vậy tức là CO trong trường hợp này sẽ là đường cao của tam giác BCD. Vậy chúng ta sẽ tính được độ dài của đoạn OC. Biết được độ dài của OC thì chúng ta tính được độ dài của AC. Từ đó tính được diện tích của hình thoi ABCD, cũng chính là diện tích của viên gạch. Vậy chúng ta sẽ trình bày tiếp bài toán như sau. Đó là tam giác BCD thì cân tại C do CB bằng với cả CD. Tứ giác ABCD là hình thoi, nên suy ra tam giác BCD sẽ là tam giác cân. Tam giác cân lại có góc BCD bằng 60 độ, suy ra tam giác BCD sẽ là tam giác đều. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được đó là BC sẽ bằng với CD, bằng BD và bằng 40 cm. Mà ABCD là hình thoi nên AC sẽ vuông góc với BD tại trung điểm O của mỗi đường. Từ đây suy ra OB bằng 1/2 BD và bằng 20 cm. Chúng ta có này, tam giác OBC vuông tại O. Vậy theo định lý Pythagore chúng ta sẽ có BC bình phương thì bằng OB bình phương cộng với OC bình phương. Từ đây suy ra OC bình phương sẽ bằng BC bình phương trừ đi OB bình phương. Thay số vào chúng ta được bằng 40 bình phương trừ đi 20 bình phương. Thực hiện phép tính được bằng 1200. Từ đây suy ra OC sẽ bằng căn bậc 2 của 1200, xuất xỉ bằng 34,64 cm. Mà O lại là trung điểm của AC nên AC sẽ bằng 2 lần OC và xấp xỉ 69,28 cm. Từ đây tính diện tích của viên gạch có dạng hình thoi đó sẽ là diện tích của ABCD và bằng 1/2 AC nhân BD. Thay số vào chúng ta được bằng 1/2 nhân 69,28 nhân với 80. Thực hiện phép tính được bằng 2771,2 cm². Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết và phần bài tập của bài 6 hình thoi. Các con sẽ tiếp tục hoàn thiện các bài này vào vở và hẹn gặp các con ở các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.